Về BTS tôi không hối hận về hành động của mình, không phải là không có áp lực. Nhưng tôi không hối hận về hành động của mình, tôi muốn trở thành một người cư xử tốt đối với những người yêu thương tôi. V. BTS chia sẻ với Vogue Korea, tạp chí Vogue Korea vừa đăng tải loạt ảnh của V. BTS làm gương mặt đại diện cho số tháng 10. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Korea, V. đã chia sẻ về dự định âm nhạc cá nhân, cũng như cách anh đối mặt trước những biến cố xảy ra trong đời những chia sẻ của v khiến công chúng liên tưởng đến mối quan hệ nghi vấn hẹn hò gần đây của anh với jenny blackpink khi được hỏi liệu anh có phải kiểu người phản ứng bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ hay không đặc biệt khi bản thân còn là nhân vật đang ở đỉnh cao của thế giới nhạc pop sẽ có đầy giấy bất chắc v trả lời trông vẻ ngoài tôi bình tĩnh vậy thôi thật lòng không phải vậy tôi chỉ đang giả vờ bình tĩnh Thay vào đó tôi cố gắng suy nghĩ rõ ràng và thấu đáo để đưa ra quyết định mà tôi tự tin rằng nó là tốt nhất. Ngay cả khi nó có thể không được ổn cho lắm, không phải là không có áp lực. Nhưng tôi không hối hận về hành động của mình, tôi muốn trở thành một người cư xử tốt đối với những người yêu thương tôi. Ngay cả khi tôi bị tổn thương hay gặp khó khăn, nhờ có ARMY, fandom, BTS, gia đình và bạn bè, tôi luôn khỏe mạnh và hạnh phúc v cũng chia sẻ anh có xu hướng coi trọng những mối quan hệ trong cuộc sống tôi là kiểu người trân trọng các mối quan hệ của mình với những người khác tôi vốn thích mọi người và tôi nghĩ tất cả nghệ sĩ đạo diễn nhạc sĩ và phóng viên đều quý giá trong quá khứ tôi đã từng bị tổn thương và bắt đầu né tránh những người chỉ xem tôi là v hoặc một mối quan hệ xã giao nhưng tôi vẫn thích mọi người những người xung quanh tôi bây giờ là những người đáng quý những người đã tạo nên tôi như ngày hôm nay v nói khi phóng viên đặt câu hỏi đối với công chúng có rất nhiều hình tượng khác nhau về bạn vậy v thực sự là ai anh trả lời v chỉ là một con người khác của tôi và là một trong rất nhiều tính cách của tôi anh tiết lộ thêm bản thân thường sống theo nhịp điệu chậm rãi vì vậy anh rất thích nhìn ngắm và hòa mình vào thiên nhiên cho dù đó là đống lửa một vũng nước hay thậm chí chỉ là một cái cây Dòng suy nghĩ của tôi không bao giờ dừng lại khi tôi ở trong những khoảnh khắc như vậy. Xung quanh là sự yên tĩnh, về từng nói hạnh phúc là dũ bỏ hết âu lo. Nhưng khi phóng viên hỏi, gần đây anh có hạnh phúc không? Về đáp, những khoảnh khắc như vậy có xảy ra, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Nếu cuộc sống chỉ là sự tiếp nối của sự hạnh phúc, điều đó khá nhàm chán. Khi bạn có một cái gì đó ngọt, thì bạn cũng muốn có một cái gì đó đắng hoặc mặn. Tôi nghĩ đó mới là cuộc sống. Thời gian gần đây, V trở thành tâm điểm dư luận vì nghi vấn yêu đương với Jennie Blackpink. Dù loạt hình ảnh được cho là khoảnh khắc thân mật của hai ngôi sao liên tục bị lan truyền trên mạng xã hội. Cả hai đều giữ thái độ im lặng, V biểu hiện rất bình tĩnh trong các hoạt động cá nhân hay cả trên mạng xã hội. Anh tươi cười trước ống kính phóng viên ở sân bay và mới đây. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, V tham gia bữa tiệc giới thiệu album mới của Blackpink với tâm thế rất thoải mái. Tuy nhiên theo dõi cuộc phỏng vấn của V với Vogue Korea, nhiều khán giả cho rằng có thể nam ca sĩ không thực sự thoải mái khi bị xăm soi đời tư cá nhân. Anh chỉ cố tỏ ra bình tĩnh để mọi việc không ồn ào hơn. Mặt khác một số khán giả lại mong V sẽ lên tiếng thông báo chính thức về mối quan hệ thực sự với Jenny để chấm dứt những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.